Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Thị Thanh Nhàn một mình cân cả tập đoàn Tổng Tô tổ, Huệ Sau khi bắt được cựu kế toán trưởng Đỗ Văn Sơn và Nguyễn Thị Thu Phương cựu trưởng bộ phận thư ký tài chính của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì vào ngày 30 tháng 8 Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi, Quảng Ninh và truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhân vật chính của vụ án bà nguyễn thị thanh nhàn vẫn không tăm hời tuy nhiên có thêm nhân chứng quan trọng để buộc tội bà nhàn nhưng vấn đề quan trọng là làm sao bắt được bà nhàn đây thì vẫn đang là câu hỏi to tướng đối với ông bộ trưởng bộ công an đại tướng tô lâm được biết cả đỗ văn sơn và nguyễn thị thu phương đều đổ lỗi cho bà nhàn điều này cũng dễ hiểu bởi nếu không đổ lỗi cho bà nhàn thì họ sẽ bị chồng thêm tội không ai lại đi tự ôm tội cho bản thân mình, ngoại trừ có những thỏa thuận kiểu nào đấy, kiểu như lê lai cứu chúa, như trường hợp của thư ký Phạm Trung Kiên, ôm hết tội cho Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyền. Có những vụ án có thể chạy án, nhưng có những vụ không thể chạy. Như vụ chuyến bay giải cứu hay vụ Việt Á, những trò ngã giá sau hậu trường không ai thấy, nhưng ai cũng thấy kết quả giảm án hoặc né tội một cách phi lý, của cơ quan điều tra và tòa án. Còn vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là không thể chạy bởi nó là cuộc đấu quyền lực ở thượng tầng. Nếu chạy án được thì bà Nhàn đã không phải bỏ trốn ra nước ngoài và phải chuẩn bị phương án tự bảo vệ chính mình chu đáo như hiện nay. Đánh vào Nguyễn Thị Thanh Nhàn là đánh vào thành trì của ông Đương Kim, Thủ tướng Việt Nam. Việc bắt giữ bà Nhàn liên quan đến cán cân quyền lực giữa ông Thủ tướng và phe liên minh Tổng Tô Tổ Huệ bên phe ông Tổng Tô Huệ thì cứ nhắm vào bà Nhàn mà bắt, bên còn lại thì tìm mọi cách để bảo vệ bà Nhàn. Nói cho cùng, bà Nhàn đứng giữa hai làn đạn nếu để xảy ra bất kỳ sơ sảy nào để cho phe Tổng Tô Huệ tóm được thì xem như số phận của bà Nhàn sẽ gặp nguy hiểm. Bắt cóc không được, dẫn độ không xong, giờ chỉ còn cách áp lực với gia đình để bà Nhàn tự dẫn xác về bà Nhàn đã bỏ trốn và tính trước cách bảo đảm an toàn cho bản thân thì sẽ không có chuyện bà tự về Việt Nam để mà đầu thú. Vào ngày 31 tháng 8 vừa qua, trên báo Dân Chí, Bộ Công an kêu gọi bà Nguyễn Thanh Nhàn về đầu thú. Phía Bộ Công an cho biết nếu tiếp tục bỏ trốn, các cơ quan tiến hành tố tụng coi đó là từ bỏ quyền tự bảo chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định pháp luật. Có lẽ đây là cách khả dĩ nhất vào lúc này bởi cả việc bắt cóc lẫn dẫn độ bà Nhàn đối với chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là rất khó, nếu không muốn nói là không thể. Chỉ còn khoảng 2 năm nữa là trận chung kết sau một nhiệm kỳ đấu đá cũng sẽ đến. Nếu có bà Nhàn trong tay có thể tập đoàn Tổng Tô Tổ Huệ sẽ kết thúc trận đấu sớm để dọn đường cho Vương Đình Huệ lên ngồi. Mặc dù được ông Nguyễn Phú Trọng đỡ đầu nhưng không thể xem thường phạm minh chính bởi ông chính nổi tiếng là người kiên nhẫn quan sát và ra tay đúng lúc vì thế giới an tường mới đánh giá rằng ông chính chơi cờ người thuộc hàng thượng thừa chỉ một con cờ nhàn thôi mà ông tổng tô huệ cũng không công hoài không xong ông chính chọn người cũng hay và tính toán cũng giỏi hiện nay cờ nhàn đang một mình cân cả tập đoàn tổng tô Tổ huệ và con mồi nhưng cứ trêu người cứ muốn nhóm cọp dữ đang lồng lộn tìm mọi cách để tóm cho bằng được con mồi đáng ghét này ông tô lâm vẫn chưa có biện pháp gì để tóm được con cờ móng chính đang dùng hiện nay tô lâm đang tung biện pháp nghiệp vụ với đủ thứ chiêu trò để bà nhàn tự về nước nộp mình tuy nhiên bà nguyễn thị thanh nhàn được xem là cáo già và có rất nhiều tính toán những biện pháp gây áp lực dụ dỗ và cả lừa dối gia đình bà Nhàn ở Việt Nam khó mà thành công cho được. Bởi bà Nhàn là con người nhảy được vào cuộc chơi của những con hổ dữ trong tứ trụ thì không thể là người dễ bị dụ cho được. Đấy là chưa nói đến việc bà Nhàn còn có thế lực chính trị tại Việt Nam bảo vệ bà. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa với bản tin Nguyễn Thị Thanh Nhàn một mình cân cả tập đoàn tổng Tô Huệ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin mỗi ngày bác ngốn hết 55.000 ngày ăn của dân nghèo. Theo nghị quyết số 70 năm 2022 thì ngân sách chi cho bảo vệ lăng và bảo vệ xác ướp của ông Hồ Chí Minh vào năm 2022 lên tới 286 tỷ đồng. Tính ra mỗi ngày xác của bác Hồ ngốn hết 784 triệu đồng. Một con số vô cùng lớn nếu biết rằng người dân Việt Nam đang rất thiếu thốn. Rất nhiều trẻ em phải bỏ học vì quá nghèo, phải đi bán vé số, phải đi ăn xin vật vã mới có miếng cơm bỏ vào miệng. Vào ngày 11 tháng 8 vừa qua, tờ báo Tuổi Trẻ có bài viết rằng công nhân trong bão giảm việc làm 100.000 đồng xài trong một tuần. Tính ra mỗi ngày, người công nhân chỉ có thể chi tiêu được có 14.000 đồng. Nếu so sánh với số tiền mà xác của ông Hồ Chí Minh phải tiêu tốn, thì tính ra ông Hồ mỗi ngày gặp mất 55.000 ngày tiền ăn của người công nhân đói khổ trong thời kỳ bão việc làm. Thời buổi khó khăn, người lao động chỉ có 100.000 đồng để mà chi tiêu trong một tuần. Trong bài hát Nhớ ơn bác, ông Phan Huỳnh Điểu viết rằng Ai yêu nhi đồng bằng bác Hồ Chí Minh, ai yêu bác Hồ Chí Minh bằng chúng em nhi đồng. Ai có bác Hồ đời em được ấm no, chúng em múa ca càng nhớ công ơn bác Hồ, vân vân. Đây là bài hát tuyên truyền giả dối. Đất nước này vì có bác Hồ và Đảng Cộng sản nên mới nghèo đến như vậy. Ở vùng cao, người dân không có tiền ăn phải cho con nghỉ học. Trẻ em nghèo ở Việt Nam bị trưng dụng đi bán vé số nhan nhản khắp nơi, chứ chẳng có ấm no gì cả. Đấy là những gì mà ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản đã đem lại cho đất nước. Nếu nhìn con số khổng lồ mà người dân hàng ngày phải đóng thuế cho cái xác ướp của ông Hồ Chí Minh và cảnh cơ cực của người dân Việt Nam trong thời bão giá thì mới thấy hết sự thiếu thốn và cực kỳ khốn nạn của chế độ này Họ tự xưng là đảng của giai cấp lao động nhưng họ đã làm gì cho giai cấp này? Thật bất hạnh cho phận người khi sinh ra đã phải chịu sự cai trị và bóc lột của đảng. Vào năm 1946, khi trả lời câu hỏi của các nhà báo về mong muốn của mình, ông Hồ Chí Minh đã nói Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao đất nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Mỗi ngày, cái xác của ông Hồ Chí Minh ngốn hết 55.000 ngày ăn của công nhân nghèo. Câu nói này được Đảng Cộng sản Việt Nam ghi thành khuôn vàng thước ngọc để mà tôn thờ, để mà ca tụng rằng, đấy là ước muốn cao cả, ước muốn mang tính thời đại. Nhưng hỡi ôi, nay đã 78 năm mà trẻ em nghèo Việt Nam vẫn cứ phải bỏ học vì không có tiền. Nhiều em còn phải bỏ học để mà đi làm, đi bán vé số, phụ giúp cha mẹ thật là đứt ruột cho những mảnh đời nghèo khó ngay trong thế kỷ 21 này. Điều đáng xấu hổ hơn nữa là hiện nay ông Hồ Chí Minh chỉ còn là một cái xác chết, vậy mà mỗi ngày cũng gặm mất 55.000 ngày ăn của người công nhân cùng khổ. Truyền thông đã bóc phốt như thế thì chắc chắn sẽ chạm nọc chế độ, tuy nhiên với trách nhiệm mang đến sự thật cho người dân, phải tìm hiểu mọi vấn đề rồi phân tích để mọi người nhìn rõ hơn. Hàng ngày người dân bị phủ bởi lớp sương mù giả dối bị nhả ra bởi bộ máy tuyên truyền khổng lồ nên không phải ai cũng thấy được cái bản chất đạo đức giả của chế độ này họ lợi dụng người dân nghèo để mà đoạt quyền lực khi có quyền lực họ lại vùi dập dân nghèo không thương tiếc nhưng khốn nạn hơn họ lại ra giả rằng họ là đảng của giai cấp lao động ước vọng thời đại kiểu gì mà 78 năm làm không xong tại sao Việt Nam lại nghèo câu hỏi được đặt ra Tại sao người dân Việt Nam lại khổ? Tại sao người Việt Nam lại không được nói? Và rất nhiều câu hỏi tại sao khác Tuy nhiên tất cả câu trả lời được quy về chung một mối Đó là Đảng Cộng sản Đảng này chỉ nói vì dân nhưng xem dân làm chiến lợi phẩm Là nguồn khai thác vô tận cho Đảng mà một khi đảng đã có tư tưởng như thế thì 100 triệu người dân mãi mãi chỉ là nạn nhân, đáng thương mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Mỗi ngày xác bác hồ ngốn hết 55.000 ngày ăn của dân nghèo Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và mức theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới Trung Khoa Thời báo chấm đề.